chào toàn thể các bác làm thợ đánh chim sẻ nhé. Đấy, hôm nay thì hai anh em triển khai đi đánh bán kinh tế anh em. Đấy, mùa này đánh sẻ thì nhất rồi. Đấy, giá tiền thì được. Và cái thứ hai nữa là tầm này nó nhiều sẻ anh em. Đấy, còn thời điểm này bác nào cần mua keo đánh sẻ này hoặc là loa cũng như là hỗ trợ thẻ tiếng thì anh em liên hệ nhé. Còn bên cơ sở là chuyên nấu keo để bán cho các bác thợ chuyên nghiệp đánh sẻ đấy, hàng keo mủ, độ bám dính cao và cái thứ hai dốc lông rất là tốt. Thì anh em cùng theo dõi keo này nhé. Để em zoom gần vào một tí này. Đấy, bản tiếng thì anh em lưu ý đánh để lựa nhé. Khốn quá anh em, được mười mấy con này. Khốn.
áo già. Bao nào mà mua keo thì liên hệ keo đánh sẻ. Ui, cá xe già. Khổng. Kéo xuống. 13 con. 6, 8. Khổng thật. Đủ keo thì dắp lông. Anh em đánh sướng. Mà để anh em xem keo đánh không rớt phải nào. Một bộ đồ của nó sẽ gồm một bộ sào chữ V này, loa điều khiển này, cần sào và keo. Thì các bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em nhé. Chào các bác ạ.